Xin chào mọi người, hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 22, mời mọi người đến với phiên sáng của kênh Kim Phụng Hoa Lan Lâm Đồng nhé. Kênh của em thì có hai người bán nhé mọi người, một là em, hai là em trai của em là Duy Vũ. Thì do bữa nay hàng về rất là nhiều cho nên là bọn em sẽ thay phiên nhau bán, và em bán sáng thì Vũ bán tối, và Vũ bán sáng thì em sẽ bán tối, cho nên là ai bán thì mọi người vui lòng gọi điện hoặc liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại trên tiêu đề nha, chứ đừng hỏi gián tiếp thì mọi người sẽ khó chốt được hàng lắm. Bởi vì nhiều khi em đi công việc hoặc là Vũ đi công việc thì cũng không biết lô nào còn, rồi mất công gọi điện hỏi thì cũng không có chốt được, cho nên là mọi người cứ gọi trực tiếp theo cái số trên tiêu đề, cứ nghe giọng Vũ thì gọi cho Vũ, nghe giọng em thì gọi cho em, cho nó dễ nha. Đó, rồi hôm nay thì em mời mọi người ngắm bông bụi trắng hoàng lợi nha. Thì bông này nó mới nở sáng nay, dạo này vô mùa hoa cho nên là như em nói đó, có rất là nhiều cái mặt hoa cho mọi người sưu tầm luôn, đang quay ngoài nắng mọi người, nắng chói chang luôn. Bông mũi trắng hoàng lợi thì rất là đẹp nha mọi người. Đó, nở hôm nay là ngày đầu tiên á, ngày đầu tiên luôn mà nó bay cong vút như thế này luôn nha mọi người. Cái này gọi là bay cũng gần như là tóc bay cong vút về phía sau như thế này nha. Nhìn rất là giống ngọc tâm đúng không mọi người? Đó, nhìn khá giống ngọc tâm luôn á. Đây nha. Em quay ngoài nắng kinh lắm, mọi người thấy bóng em không? Quay qua quay lại, đi qua đi lại. Nắng kinh quá mọi người, mới có 8 giờ rưỡi mà nắng chói chang này. Quay từ 8 rưỡi nhưng mà chắc phải đến 11 giờ mới up xong video á, bởi vì edit rồi này kia các kiểu nó hơi bị lâu nha. Đó, thì cái bông này khuôn rất là to mọi người, khuôn rất là to, lưỡi thì khá là dài nhưng mà bệt cực kỳ là đậm nha. Và được một cái đặc điểm rất là nổi bật nữa đó là mũi trắng nha, mũi trắng cánh bầu nha, cánh khá là bầu và cong vút về phía sau luôn đó mọi người thấy không. Cho nên là chơi hoa là mình cứ phải đem ra nắng mình quay phơi là tự nhiên cánh nó bay rồi này kia, và đặc biệt là không có nên tưới nước vào hoa nha. Đó, tí nữa có cái cây bình dương em quay cho mọi người, hôm qua lỡ tưới vào nên là hôm nay nó hơi cục cục, nhìn nó không có đẹp cho lắm. Cây này thì hệ thống mầm gốc của nó là phải nói là chi chít nha. Đó, đang lên được 5 mầm gốc như thế này nha mọi người. Mầm gốc rất là đẹp luôn, nguyên mà chậu nái to như thế này. Đó, nguyên chậu nái trồng đó thì mọi người thấy cỏ cũng lên cho nên là đâu có chăm gì đâu. Nó thường những cây mình không chăm mình thả thì nó rất là khỏe như thế này nha. Đó, mầm gốc lá cực kỳ là bóng mượt. Thì nó có được hai cây, thì cái cây to này em bán là 250 nha, còn cây nhỏ này là 200 đó, cây lắc thôi nha mọi người, bởi vì nó không mọc giữa giữa thân nè thì không có cắt khúc được đâu, ở trên nó còn mớ nụ nữa, thì để bán nguyên chậu cho bác nào lấy về chơi hoa thì lấy nha. Đó, nguyên chậu này thì mầm gốc nó tua tủa chi chít như vậy nha. Đó, mọi người thấy không, rất là nhiều cái mầm gốc, rồi trên này còn một đống cây nữa, và đặc biệt là còn rất là nhiều nụ đó. Quay gốc này mới bác thấy á, bông nó bay kinh khủng quá. Đó, nụ như thế này nha. Rồi nguyên giò này thì bán là 2,5 triệu nha. Đấy, nguyên giò là 2,5 triệu, thì trong đó có hai cây kia là em đã lắc rồi, nhưng mà còn hệ thống cây thì rất là nhiều, cây cực kỳ nhiều trên đó nha mọi người. Đó, nguyên chậu mũi trắng hoàng lợi, mời mọi người ngắm lại hoa đó. Nó nở Lâm Đồng thì khi nào nó cũng có tí vệt đầu lưỡi đúng không, hình như là cái đặc trưng rồi, cho nên bông bệt nào cũng như vậy luôn. Tiếp theo mời mọi người bóng ngắm bông bệt núi chúa nha. Bông này thì hôm qua khách chốt nhưng mà khách lại hủy cho nên là em bán lại. Bông này cái màu nó rất là đẹp, cánh nó bóng sáp mà nó bay đó, mọi người nhìn thấy cái độ bay của nó không? Độ bay thì vừa phải đó, hai bông hoa nữa thì đều bay, mà mọi người thấy cái cánh màu hồng của nó không? Nó rất là nổi bật nha, nó không có trắng giống như cái hoàng lợi lúc nãy đúng không. Hoàng lợi là cánh nó màu nhưng mà nó phớt phớt tím, còn cái này là cánh nó hầu như là tím hết cả cánh, và đặc biệt là cái lưỡi rất là đậm nha. Cái lưỡi là nhìn khá là giống vỏ tòng á mọi người đúng không, nhìn cái khuôn lưỡi nó hình mát mát rất là giống vỏ tòng, và mọi người thấy cái độ đậm của nó không, rất là đậm, khuôn núi chúa đấy, và là cây bẹt cũng xuất phát từ vùng núi chúa nha. Đó, hai bông hoa nó nở như vậy. Chậu này thì hệ thống cây của nó rất tiếc là nó chưa ra rễ nha, nó có rất là nhiều cây luôn mọi người đó, cực kỳ là nhiều cây như thế này nha, và có tới 4 mầm gốc nha. Đó, 4 mầm gốc đang lên. Nguyên chậu thì em bán là 1,5 triệu thôi nha. Đó, nguyên chậu này thì 1,5 triệu, do thì hoa mọi người biết mặt hoa rồi, về giữa mà năm sau chúng ta chơi hoa thôi đó. Nguyên chậu như thế này nha, cây này đậm lắm, siêu đậm luôn đó. Quay em quay quay cho mọi người thấy mọi cái khía cạnh mọi góc của nó luôn, chậu này nó nhẹ cho nên là bê được. Rồi qua bên này là bông mắt hí bình dương nhé mọi người, hay còn gọi là năm cánh trắng bình dương đấy. Hôm nay nó nở được 3 bông, cây này em chờ lâu lắm rồi hôm nay nó mới nở.
thì khuôn bông cũng rất là đẹp, nhưng mà hôm qua em có tưới nước vô á thì nó cũng nó cái cánh của nó cũng hơi bị cụp rồi, nó không có bay mọi người đó, thấy chưa? Nhưng mà mọi người nhìn nó cũng rất là bay bổng đúng không, nở ba bông thì bông nào cũng cong vút và đẹp hết, nó không có bị cụp cho lắm đâu. Cái này là do em tưới nước vào rồi đó, mình mà để khô mình không tưới nữa đó. Bông dưới cùng mọi người thấy không, là nó mới hé sáng nay nè, nhưng mà cái độ bay của nó thì vẫn còn rất là vừa phải, đẹp đúng không, nó không có cong vênh nhiều, với lại cái cánh nó vẫn còn xanh đó. Cái bông đó nó mới hé sáng nay, còn hai bông này thì hôm qua nó hé to hơn rồi. Và zoom gần cho mọi người xem nè, màu mũi tím đậm rất là đẹp nha, và con mắt xước nhỏ gọn cực kỳ là xinh xắn luôn, phải nói là một khuôn bông rất là xuất sắc đó. Lưỡi tim nha, lưỡi bo tim chúm chím đó, lưỡi bo tim chúm chím, nó không có mở hết mọi người, bởi kiểu bông hoa nó không có mở hết mà nó còn giữ lại cái vành đó, cho nên nhìn cũng rất là đặc biệt. Mỗi bông hoa thì nó đều có một cái điểm rất là đặc biệt riêng đó. Quay cho mọi người xem, ba bông nở được ba bông thì bông nào cũng đẹp hết á, ra là ba hoa rất là đẹp. Cánh mọi người thấy không, nó vẫn còn xanh á, đúng không, nó mới nở cho nên nó chưa mất một cánh đâu, vẫn còn xanh cái bông cuối này này. Nhưng mà bông này phải nói điểm nhấn là cái mũi nha, nhìn vô mũi rất là đặc sắc đúng không, năm cánh trắng tinh, cái mũi nó tím đậm như vậy làm nên cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho bông hoa đó. Khuôn mọi người thấy không đó, khuôn nó không có mở, khuôn nó kiểu chúng chím giống như Lan Vy An á, khuôn này nó kiểu giống như cây Lan Vy An á, mà bông hoa cũng không phải là nhỏ nha, khuôn rất là to đó, khuôn rất là to. Các cánh thì uốn lượn cong vênh về phía sau rất là vừa phải, nó tạo nên cái độ rất là hài hòa cân đối cho bông hoa nha, nhìn rất là đẹp. Thì cái chậu này nó nở hoa xong rồi nha mọi người, thì nó vẫn còn một cái mầm gốc ở dưới đây đó, còn một cái mầm gốc ở dưới đây, thì chậu này em bán là 700 nha. Thì về mọi người nuôi mầm gốc này lên và khai thác các cái mắt ở dưới đó, nó nở hoa xong rồi như thế này thì bán là 700 đó, nguyên chậu này. Còn tí nữa vô trong lô thì em cũng có được một cái lô rất là đẹp, gồm toàn là hàng nụ thôi, cho mọi người sưu tầm, rất là dễ sưu tầm. Đó, nguyên chậu này là 700, bởi vì hoa nó cũng nở xong rồi. Đi vào Mắt Khỉ Bình Dương chi tiết thì em có lô này nha mọi người, siêu đẹp luôn, siêu VIP luôn. Thì có hai loại, là thứ nhất là loại mầm này, thứ nhất là loại lăng mầm, và thứ hai là loại lên mầm gốc và về ngắm hoa luôn. Loại đăng mầm thì đây đồng giá là 500 nghìn một chậu nha. Chậu số 1 này 500 thì nó là khúc 2 kg mọi người. 2 kg nha. Đó, 2 kg thì nó lên được 2 kg bé bé như thế này rồi. Chậu số 2 này tương tự 2 kg 500, và chậu số 3 đây cũng là 500 luôn. Chậu này thì thân nó mập và lớn nha, nó được 1 kg thôi. Thì người ta cũng ươm 2 kg, nhưng mà cái kỳ này nó có cái khúc thân già này, còn trên này thì nó là lên mập hơn như thế này nha. Đó thì đồng giá mỗi chậu là 500 đó, các bác thích lấy chậu nào thì lấy, cây nó quá là đẹp rồi, cây này đẹp ghê gớm nha. Đó rồi cái bắt đầu từ số 4 thì đồng giá là 900, đồng giá cho nên là em bỏ số rồi, và mọi người chọn chọn nào thì chọn thôi, em quay nhanh thôi nha. Số 4 nè, thì quy cách từ số 4 trở đi là nó đã lên mầm gốc nha, và trên thân này là đã bắt đầu sưng nụ rồi. Đây mọi người, thân này nó bắt đầu sưng nụ rồi, đó là về chơi được hoa nhanh và ngắm được mầm gốc nha. Thì giá là nó là 900. Rồi số 4 nè, số 5 nè, tương tự lên một mầm gốc rồi và đang nụ to rồi nha, nụ to, nụ này thì có khi gửi về rồi rồi nó bán chứ, rồi nó đi luôn. Rồi số 6 nè, quên, đang quay hàng cái xong khách hỏi hàng gửi chưa nên là nó nhầm luôn. Số 6 nè, đấy, một mầm gốc nè, trên này một nụ nha mọi người. Đó, nụ này thì gửi thì 2-3 ngày là nó nở rồi, có khi nó nở trong thùng luôn cũng nên, cho nên là mấy bác cứ chọn cái cây mình nó mới nhú đi cho chắc. Còn bác nào gần ở miền Nam á, Sài Gòn rồi mấy cây này gửi được nha. Số 7 nè, đây cây số 7 này nụ đẹp nè mọi người, 7 nè 900 luôn ha, 4 nụ nè, nhưng mà được cái là nó lại chưa lên mầm gốc nha, nó chưa lên mầm gốc đó, thì về nó cũng lên thôi. Mấy cây này mầm gốc nó nguyên vẹn hết, nó không có vấn đề gì hết nha. Đó, mấy gốc sưng này nè mấy bác thấy không, đó, nó sưng rồi. À không phải, cái này là cái rêu, nhưng mà mầm gốc thì nó chắc chắn sẽ lên thôi, nó không có bị xen xí gì liếm đâu. Số 8 nè, tương tự, thì mấy cây mà chưa lên mầm gốc thì bù lại nó lại được nụ nhiều nha mọi người. Đó, về mọi người chơi hoa rồi chờ mầm gốc lên thôi. Đó, số 8 nè. Số 9, mầm gốc mới nhú nè, số 9 nè. À, trên này có một nụ nè, đúng y luôn. Cây nào mà nhiều nụ là không có mầm gốc, mà có mầm gốc là ít nụ.
Đó thì nó mới sưng ở đây thôi. Còn về mọi người là khai thác được cả đống mắt dưới này nữa. Tức là cả đống mắt dưới đó nó chưa sưng. Đó là số 9 nha. Rồi số 10 tương tự cũng đây. Mụn gốc nó sưng bé nha, hạt đậu á. Còn trên này nó cũng bắt đầu sưng nụ rồi nè. Đó, đây là số 10 nha. Chậu số 10. Rồi chậu 11 đây. Nhìn nó khô khô vậy thôi chứ nó lên rất là khỏe. Chậu 11 thì nó khá là dài. Nó cũng được hai cái nụ nha. Chưa lên mụn gốc, vẫn còn lá nè. Chưa xuống hết lá. Nó dài hơn những chậu khác. Nhưng mà quy cắt chậu thì nó như nhau, cho nên là em tính vậy luôn đi. Đấy, chậu số 11 đây. Và chậu 12. À, 12 đây. Đó nha, 12. Đó, nụ nè, sưng nè. Sưng nè. Đó, 12. Thì đồng giá là 900 nha. Đó, mấy bác cứ lấy, thích lấy chậu nào thì lấy thôi. 12 chậu. Rồi. Tiếp tục vô sọc nha mọi người. Hôm nay em còn tầm 10 chậu á. Rồi, số 1 nè, 600. Chậu này sọc rất là đẹp luôn. Số 1 600 cũng là một cái thân già này. Và ươm từ cái khúc ươm kỳ lên thì nó cũng là kỳ 52 rồi. Đây, sọc ra này, đẹp không? Quá đẹp luôn, từ gốc đến ngọn luôn. Số 1 600. Tương tự số 2 cũng là 600. Thì cây này nó cũng lớn rồi, lớn hơn cây 1 nhưng mà sọc nó lại ít hơn. À, cây số 2 này 600 nha. Số 3 600 luôn. Đây, cây số 3 này 600. À, 3 600 này, sọc ngọn này. À, thân già đây. Cái này là trồng từ kiến rừng đó mọi người. Số 3 này 600. Số 4 nó là kỳ 52 hết rồi. Số 4 800. Cái lớn này nha. Đây, số 4 800 để quay cho mọi người xem ra cái lá nó rõ này. Đây, cái 4 to này, 4 800 nha. 4 nè, 800. Số 5 700. Số 5 này thì em cắt thôi. Đây, cắt ngay đây bởi vì gốc nó hư rồi thì gửi nguyên cái khúc kỳ này thôi nha. Đó. Do nó còn trên chậu nên là chưa cắt thôi. Chứ cắt thì cũng gửi nguyên cái khúc kỳ này thôi. Thì nó gồm có một cái mầm này nè. Đó, sọc rõ không? Rồi một mắt ngủ nè, hai mắt nè, ba mắt nè. Đó, mọi người thấy không? Nguyên số 5 là 700 nha. Thì cắt nguyên cái khúc đó gửi chứ không có gửi nguyên chậu bởi vì nó cũng chết gốc rồi. Số 6 900. Cây 6 900 thì nó lên tua tủa luôn. Thì nó gồm có một cái mầm gốc nè. Mầm gốc lên sọc rất là rõ nè. Đó, mầm gốc lên. Rồi, gốc bên này nữa nè. Gốc bên này nè. Gốc bên này thì chưa lên sọc nè. Và kiến của nó nè. Các cái thân già của nó đây. Thì đây là cây số 6 900. Đó, 6 900 nha. Chậu số 6. Chậu số 7 600. 7 600. Đó, sọc cũng từ ngọn đến gốc luôn nha. Đó, số 7 nè, 600. Đó, 7600. Rồi, sang cái hàng đồng giá nè. À, số 8 nè, 9, 10, 11, 12. Đồng giá là 1 triệu 2 nha. Rồi, em quay kỹ, số 8 nè. Đó, cây này lá rất bóng, đẹp mọi người. Đấy, sọc nha, thân già đây. Chưa hề có hoa luôn á. Mà chơi hàng sọc thì mình chơi thân lá thôi mọi người. Cho nên là hoa thì cũng không có vấn đề gì nha. Hoa mà nó sổ rồi thì cũng chả sao hết. Rồi số 9 nè. 9 là đẹp nè. Đây, ô 9 đẹp nè. 9 sọc rõ chưa. 9 nè, triệu 2 nha. Đó, thằng già đây. Đó, số 9 nha. Để quay nó ra đằng trước này thấy nó rõ hơn. Đây, số 9 nè. Nhìn đẹp chưa. Rồi, số 10 đây. 10. 10, mình xếp thì nó đẹp. 10 cũng rõ ha. 10 ngọn nó đi rất rõ luôn. Đó, số 10. Trên này còn kỳ nữa nha. Đó, trên này còn kỳ. Đây, số 10. Số 11. Đây, 11 nè. Đó, 11 đây. Đồng giá 1,2 triệu nha. 11. Và cuối cùng là số 12. Còn đúng 12 chậu sọc này. Hôm qua lấy về lô là hình như là... Hôm qua bán mười mấy chậu. Lấy về chắc 3-40 chậu. Bây giờ còn 12 chậu. Đó, số 12 nè. Cho nên quay video này mới bắt lợi thế là xem. Ai xem trước chốt trước, ai xem sau chốt sau. Và hình ảnh nó rõ đó, mình dễ chốt. Trên like thì nói chuyện nó vui. Nhưng mà cái hình ảnh nó hơi bị tối. Bởi vì em chỉ rảnh like buổi tối thôi á mọi người. Đây số 12 nha, triệu 2. Rồi đó là xong lô sọc. Tiếp tục qua hàng Lan Bi An nha. Hôm qua thì khách lại lấy cây to 700 hết rồi. Nay em còn những cái cây nhỏ nè. Cây số 1 nè, 400. 1 400 nha. 2 400. Này 2 400. Và bắt đầu từ số 3 thì 500. Đây 3 500 là được 2 mầm nha. 3 500 này.
400-500 nè. Đó là mầm gốc nó to và lực hơn đó mọi người, đúng không? Mọi người thấy cây là mọi người biết rồi. Nhìn nó khác nè. Đó, 1-2-400 nè. 3-500, 4-500. Số 5 nè, 500, không? Gốc lên rất là to khỏe. 5-500 và 6 nè, 500. 6 chậu nha. 6 chậu đẹp nhất á, còn mấy chậu kia nó nhỏ lắm, nó chưa lên nên là để dưỡng dưỡng nó lên là bán sau. 6 chậu Lamian nha. Tiếp tục 5 cánh trắng Minh Châu. Nay em lên loại 1 kg thôi nha. Bữa em qua lên thì mấy bác cũng lấy loại 1 kg nhiều. 2 kg thì 1-2 chậu thôi. Đó, loại 1 kg. Thì vẫn đồng giá là 390 nha. Có cái hàng nhỏ này có 4 chậu nè thì giá là 350. Bởi vì chậu nó xấu và nhỏ hơn. Số 1 nè, 350 nè. 2 nè, 350 nè. Số 3 nè, 350. Và số 4 nè, 350 nha. Còn cái hàng trên nè, thì mọi người thấy không? Cây nó to hơn nè, nhỉn hơn. Hàng 2, hàng 3 nè, thì là 390 nha. Đó, cây nó lớn hơn. Đấy, cây nó đanh mập hơn, kiểu hình thái nó mập hơn. Thì có 4 chậu 350, còn lại là 390. Thì kích cỡ nó đều nhau hết như thế này nha. Đó, 5 cánh trắng Minh Châu, hay còn gọi là Phan Rang nha. Đó, rồi. Tiếp theo là em có cây hồng ca bang nha mọi người. Hôm nay thì cây giá rất là mềm luôn, siêu tầm rất là rẻ luôn, cho một cái mặt hoa rất là VIP này. Cây hồng ca bang khuôn nó rất là to nha, và cái đặc điểm của nó là mắt xước, hai mắt khá là xa, và mọi người thấy là nó mắt mũi á, màu mắt màu mũi là một cái tông màu hồng lên cực kỳ là đẹp luôn. Đó nha. Cái khuôn này thì nó ca bang thì nó cũng là một huyện nằm ở Gia Lai á, cho nên mọi người nhìn cái màu mắt á, kiểu màu hồng nó hơi sớt 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 giống như hồng Gia Lai á, nhưng mà hồng Gia Lai thì bông nó cong vòng khuôn tim về phía khác, còn bông ca bang này thì mọi người thấy là con mắt nó đậm nha, nó kiểu nó khác hơn xíu. Đi vô chi tiết thì hôm nay em có 5 chậu rất là đẹp nha mọi người, mà giá cũng rất là rẻ luôn. Thì ra giá này rất là dễ sưu tầm, mọi người mà không mua thì không biết là cái giá nào mới mua được luôn á. Đó, 5 chậu như thế này. Rồi em giới thiệu từng chậu. Chậu số 1 này, 700 nha. Đó, nó cũng là kỳ 52 rồi, nhìn cái lá nó hơi xấu xấu tí. Chậu số 2 là 800. Đây, lá mở rất là đẹp. Thì cái thân già người ta cũng cắt ươm ki rồi. Chậu số 3 850. Chậu số 3 thì lá nó ngọn mở nó nhiều hơn nha. Với lại hình như ở dưới là nó có một cái mầm lỡ nữa. Đó, số 3 850. Rồi chậu số 4 là 800. Rồi số 4 800. Thì tương tự hình thái lá nó cũng mới dài và cây nó đang đi ngọn. Đó là đặc trưng của vùng Tây Nguyên, các cái lá nó dài. Rồi cây số 5 là 1 triệu. Cây này có tới 3 mầm mọi người. Và tương tự nó cũng là 3 cái gốc già nha. 3 gốc già và 3 mầm gốc đăng lên như thế này. Đó, số 5 1 triệu nha. 5 cây thôi, không có nhiều đâu. Về được một lô 5 cây như thế này. Tiếp theo là em có móc mờ Hải Dương nha mọi người. 5 cánh trắng Hải Dương đó. Hôm nay thì cũng được 5 chậu. Đó. Lô này nó có 5 chậu. Chậu số 1 này, giá là 500. Chậu sành nha, nó khó đóng. Số 2 là 600. Đây, số 2 là 600. Nó là gồm 2 cúc kỳ và nó có 2 mầm. Nó lên hết rồi, mọi người sẽ lợi giống. Số 3 cũng là 600 nha. Đó, nó đều là hai đầu hết á. Đó, số 2 mua một đầu thì 3-400 gì đó, mà hai đầu thì 600. Số 4 nè, 600 thì nó cũng có hai đầu, nhưng mà em không có tách ra được nha, bởi vì kỳ nó trồng dưới chậu rồi nên là phải bán nguyên chậu. Và số 5 cũng là 600 nha. Đó, 5 chậu rất là đẹp như thế này. Cây nó khỏe cứng cáp hết rồi mọi người, trồng rất là tốt. Đó, ươm kỳ tự nhiên lên cho nên cây rất là đẹp như thế này. Và cuối cùng em bán cây bẹp muỗng nha. Đây, quay cho mọi người xem cái bông này ngày hôm nay nó nở nè. Hôm qua thì nó nở bông phía trên kia em quay rồi, rất là đậm luôn, đúng không? Cái này quay ở trong vườn nè, không có đem ra ngoài nắng, nhưng mà mọi người vẫn thấy nó rất là đậm. Khuôn bầu nha, lưỡi tròn, muỗng rất là đẹp. Đó, lưỡi nó còn tua tua, cong cong, kiểu lượn sóng nữa. Đó, cây chậu này nó còn rất là nhiều nụ, nhưng mà rất tiếc là nó chém bông gốc. Thì thôi, để nuôi kỳ ra rẻ ra bán. Kỳ 100.000 trên thân này thì hết rồi. Giờ em chỉ còn cái chậu dưới này nha, 200.000 một chậu. Thì còn đúng là 4 chậu nha, với là một chậu to 250 thôi nha. Đây, cái lô này là 200.000 một chậu nè. Thì còn một cây này thôi. Cây duy nhất này là 250, cái lớn này nha. Hôm qua em bán thì cũng nhiều lắm, hết rồi. Còn đúng 5 chậu này thôi, không có được nhiều đâu mọi người.
à nha, bẹp muỗng hay còn gọi là núi chúa lưỡi tròn á, cái này cũng xuất phát từ núi chúa cho nên là bẹp cũng rất là đậm. À, núi chúa thì với ma bó theo cũng nói nhiều rồi, các cây bẹp nó đều đậm. Đây bẹp ma bó đây, hay còn gọi là đờ ròn nè, quốc dân nè, miền Nam thì gọi là bẹp mù nè, 250 một chậu nha. Đó, cái này 250 một chậu, cái này thì em còn nhiều, em còn cũng phải 50 chậu em xếp ở trong kia nha. Đó, thì hôm qua mấy bác lấy thì em cũng chọn mấy cây to mập hết rồi, thì mọi người lấy thì em cứ chọn cây lớn thì em gửi thôi. Rồi xin chào nha, mọi người mua hàng nhớ xem kỹ rồi chốt vô mẹ em nha. Chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe, mới là niềm vui nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.